Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng đèn năng lượng mặt trời với những tính năng và ứng dụng khác nhau. Rất nhiều anh chị quan tâm đến đèn năng lượng mặt trời nhưng lại không biết lựa chọn loại đèn nào cho phù hợp với nhu cầu chiếu sáng của gia đình mình. Ngày hôm nay, Sumo Solar sẽ giúp các anh chị tìm ra mẫu đèn năng lượng phù hợp nhất để tránh lãng phí tiền bạc. Hiện tại, hai dòng đèn năng lượng pin liền và pin rời là hai dòng sản phẩm phổ thông nhất trên thị trường. Đối với những anh chị có nhu cầu chiếu sáng ngoài trời như khu vực sân, cổng, ao hồ, đường làng thôn xóm, các anh chị có thể lựa chọn đèn năng lượng mặt trời, pin liền thể này. Với thiết kế nhỏ gọn nguyên khối, anh chị có thể lắp đặt nhanh chóng tại bất kỳ vị trí nào mà mình muốn. Trong đèn năng lượng mặt trời pin rời, đèn pin rời sẽ hạn chế hơn trong việc lắp đặt do tấm pin và đèn là hai bộ phận riêng biệt nên khi lắp đặt thường mất thời gian và kén chọn vị trí hơn. Bên cạnh đó, đèn pin liền có giá thành rẻ hơn so với đèn pin rời, mà diện tích chiếu sáng cũng tương đương nếu hai đèn có cùng công suất. Vì vậy, lựa chọn đèn pin liền chiếu sáng ngoài trời là phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất cho anh chị. Đối với những anh chị muốn chiếu sáng trong nhà như nhà xưởng, chuồng trại, nhà kho thì nên lựa chọn đèn pin rời. Đèn pin rời có dây nối giữa đèn và tấm pin nên có thể chiếu sáng trong nhà. Ngoài ra, dòng đèn năng lượng mặt trời pin rời có nhiều mẫu công suất khác nhau từ 40W đến 200W, rất đa dạng cho các anh chị lựa chọn. Trên đây là hai dòng đèn bán chạy nhất tại Sumo Solar, phù hợp với những nhu cầu chiếu sáng khác nhau của mỗi gia đình. Các anh chị đã lựa chọn được mẫu đèn phù hợp cho gia đình mình chưa? Hãy click vào liên kết dưới video để biết thêm chi tiết về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi cực lớn duy nhất trong này.